Hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Baker ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe máy cũ mới về. Thì đầu video mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát em nhé. Địa chỉ cửa hàng là B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương. Và hai số Zalo cửa hàng là 0967288186 nhé và 0926234345. Cửa hàng thì có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em giao chất chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu, mình trả trước 30% giá trị xe anh em ha. Đấy, tất cả dòng xe cửa hàng thì có niêm yết giá tất cả đầy đủ thế này ha. Anh em đến mua xe thì cũng khá là dễ lựa chọn ha. Trả góp thì em chỉ cần căn cước công dân, mình phải đến trực tiếp cửa hàng nhé. Đấy, mình đủ 20 tuổi ha, mình trả trước 30% giá trị xe thôi. Đấy. Tất cả dòng xe này thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc trong là 6 tháng nhé. Anh em ở xa không đến được thì cửa hàng mình chỉ cần cọc 2-3 triệu, cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào gặp anh chủ cửa hàng để cập nhật một số cái mẫu xe mới về và cập nhật thêm một số cái mẫu xe anh có hoặc tại cửa hàng cho anh em tham khảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi gặp anh Hưng ha. Ở đây anh Hưng mọi người ha. Hello anh Hưng ha. Hello, xin chào toàn thể anh chị em bà con mình nhé. Hôm nay em có về ba chiếc tay ga, một chiếc tay côn, đúng không? Đó. Rồi, mình sẽ... Đó, đây là chiếc Sachia. Sachia 2021. Màu kiểu xanh nhám. Sachia được lấy được bộ ốc xanh nhám, lấy bộ ốc đẹp không? Ốc là da. Ốc kiểu là da đồ chơi ha. Đồ chơi á, nguyên con luôn đúng không? Hơi kiểm kiểm tí. Rồi, máy móc thì bên cửa hàng bao zin êm, đẹp đẽ sạch sẽ đúng không? Máy móc là zin luôn. À. Đó. Con này đời mấy nhỉ? Con này 2021. 2021 em nhé, Sachia 2021. Đấy, màu xanh con nhám. Con này màu xanh nhám Sachia nhá. Sachia 2021 cửa hàng bán cho con này ô tô chạy ông được hai mấy ngàn rồi. Con nào? Ê, máy của 20 ngàn rồi. Con này 20 ngàn cây ha. 20 ngàn cây. Máy móc tuyệt phẩm luôn. Đó, máy móc bao zin êm đúng không? Đó. Bao tuyệt vời luôn. Nó cửa hàng đang bán con này cho 24 triệu 600 ngàn. 24 triệu 6 anh em ạ. 246 nhá. Sachia. Máy móc Sachia siêu phẩm nhá. Ông thần tốc độ nhá. Rồi, ok. Mà tốc độ đúng không? Và đây là một chiếc Vision. Vision. Màu đỏ nhá, bọc keo nguyên con luôn, đúng không? Xe đang còn bọc keo. Bọc keo luôn em nhá. Nhá bọc keo nhá. Có đẹp luôn. Xe này chủ chạy rất là giữ xe đúng không? Đó. Ô đô chạy 30 ngàn rồi nhá. 30 ngàn cây ha. Cửa hàng không bao đâu, cửa hàng bao tua luôn, đúng không? Cửa hàng xe sao để vậy bán luôn, không có tua tổng như các anh chị em khác đúng không? Mình không tua. Có sao mình nói vậy nhá. 30.000 cây nhưng mình thấy chủ cũng khá kỹ ha. Mà không thấy chị em phụ nữ chạy mà khu công nghiệp mà đúng không? Sáng đi làm chiều về phòng trọ thôi đúng không? Xe thì quá rẻ luôn. Xe này 27 nhá. Càng bán cho 16.800.000. 27 16 8. 16 8 nhá. Có rẻ anh em nhá. Có rẻ đó. Nó thấy không? Là xe đẹp lắm. Anh thấy nước chân ngoài long lanh xà beng luôn đúng không? Ốp inox sáng xe sạch sẽ đúng không? Đó, sơn lốc lùng đen sáng sủa hết đúng không? Anh chị em mình thoải mái, máy móc bao zin theo thầy thợ test luôn. Máy móc các dòng xe bên cửa hàng nhé. Máy móc xe này thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc cho là 6 tháng nhé. Đúng rồi. Anh em yên tâm ha. Hoặc là anh em nào muốn trao đổi xe thì cửa hàng vẫn là có trao đổi xe cho anh em luôn. Chúng ta muốn trao đổi về thị trường nhé. Đây có chạy đi chứ này. Quay rõ ràng có chạy đây nhé. Đây. Có chạy đây là không phải không chạy. Lâu lâu mới thấy chỉ chạy thôi chứ đó. Nói chung xe cũ có đôi vết chày nhỏ thôi đúng không? Không thể tránh được 100% được đúng không? Rất là rẻ ha. Còn bên này thì và đây là chiếc HMOD 2017 nhá. HMOD 2017 ha. 2017 khóa smart key nhá. Này. Đây thông minh khóa này remote đây. Rồi, smart key luôn. Đó, biển số thì ngoài Bắc Hải Dương, đúng không? Nói chung biển số bên cửa hàng thì cứ bao nhiêu hồ sơ anh chị em mình. Đấy. Nói chung là hoặc là anh em mình về làm thông tư cũng được, không sao hết, đúng không? Đó. Xe màu đỏ đô rất chỉ là đẹp đúng không? Cốp sạch sẽ, chị em phụ nữ chạy rất là đẹp, giữ xe nhé. Không? Chị em phụ nữ chạy rất là giữ xe. Thấy mình thấy cặp lốp là kiểu em cặp vỏ nó mới thay thôi. Mới thay. Cái gió luôn á. Cái gió mới cặp vỏ là mới thay luôn nhé. Mới thay cặp vỏ luôn anh em ạ. Cặp vỏ mới thay luôn. Là mình đã tốn được vỏ rồi đó nè. Cái hơn triệu bạc rồi đúng không? Cặp vỏ là hơn triệu rồi. Xe thì rất là đẹp. Xe rất là đẹp đúng không? Liền lạc đúng không? Sạch sẽ. Liền lạc ha. Đó, mình quay bên xích qua bên này cho hơi chật cho tí nhưng mà quay thoải mái đúng không?
Rồi con hành để ra mấy? Con này cửa hàng đang bán là 36.800.000. Rồi 368 anh em nhá. Đó. Có khóa xe mà cày SH chạy rồi đúng không? Giá đó. Rất là rẻ luôn. À 36.800.000 nhá. Rồi. Và đây là chiếc SH 125 chủ phố nhá. Lên nguyên dàn áo form Ý rồi nhá. À, lên khóa xe mà cày luôn đây này. Áo Ý ha. Đó, khóa xe mà cày nhá. Đấy, khóa xe mà cày đây. Rồi, khóa mặt cày luôn. Khóa zin luôn nhá. Đó, dạ. Khóa zin của SH luôn đúng không? Đó, 125 lên áo Ý ha. Đấy, móc từ hàng bao zin nhá. Đúng không? Bao zin, bao keng, bao đẹp luôn. Dạ. Đó, đúng không? Cho này ô tô chặt 50.000 rồi. À, 50.000 ha. Rồi. 50.000 cây rồi đây. Quay cho anh chị em mình thấy đúng không? 50.000 cây rồi. 50.000 anh em ạ. Cửa hàng máy móc bao zin, đúng không? Sạch sẽ, đẹp đẽ đúng không? Đó, đặt chân sạch sẽ anh em ạ. Đây là cái dàn áo Ý màu đỏ, đỏ đỏ tươi này đẹp này đúng không? Đó. Người đẹp đẽ sạch sẽ đúng không? Con này biển số 60 Đồng Nai, chủ thành phố Biên Hòa nhá. Đó, biển 60 Đồng Nai, chủ phố Biên Hòa luôn đúng không? Đó. Đó. Rồi con này bán giá bao nhiêu? Con này cửa hàng đang bán 40.800.000. À 40.800 nhá. Có khóa mặt cây lên dàn áo Ý luôn đúng không? À, SH thì ngoài kia còn vài màu xíu. Vài màu nữa mình quay cho. Em ngồi còn SH cao, SH mod nữa. Dạ. Máy, đó. Ok. Chắc thì em lựa chọn luôn. À, mấy cái giá này thì chưa bao gồm phí rút hồ sơ anh Hưng ha. Hồ sơ thì rút thêm tí phí thôi. Phí à, này mình chưa bao gồm cơ. Chưa bao gồm tất cả các dòng xe bên cửa hàng á báo là chưa bao gồm phí hồ sơ cho anh em mình ra tên nhé. Rồi ok. Đó. Đó, nói chung là rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút được ha. Hỗ trợ rút hồ sơ mà thêm phí thôi đúng không? À ok. Và đây là một số xe mới về đúng không? Dạ. Giờ mình đi dần dần xa sau này đi đúng không? Dạ đó. Và đây là con Vision này. Mẫu Vision luôn. Đó, Vision 2018. Đó. Như các nơi khác bán thế nào cho bên không biết. Thì cứ một năm là hơn bên cửa hàng là hơn 1.000.000 đúng không? Con kia 16.800 đúng không? Con này thì cứ 17.800 đúng không? Con này 17.800 28 nhá. Phiên bản hóa chì 18 nhầm nhá. Vision màu trắng ngọc trinh này. Lỗ thời ngọc trinh nhiều lâu rồi anh chị em mình thấy lên mạng lỗ thời rồi đúng không? Con này chạy 33.000 rồi nhé. Đó. 33.000 rồi. Máy móc thì bao thì thầm anh em ha. Máy móc bao zin em nhé. Rồi ok. Xe này lâu lâu ngày khởi động quá này. Đó. Rồi ok. Đó, con này 17.800.000 nhé. Đó, 17. Ok. Và đây. Mà hai con khỏi quay đi. Lâu quá nằm lâu quá rồi. Xả có 2-3 triệu chả ai hỏi đúng không? Chán đúng không? Cái cặp này cho sinh nhật rồi đấy. Nằm rất lâu. Sinh nhật là tầm này sang năm là sinh nhật rồi đấy. Đúng không? Để mình làm một cặp sinh nhật luôn đi. Cái này là 29 rồi. 29. 29 luôn. 2-3 triệu rồi mót hai cái này đúng không? Thoải mái đúng không? Còn 2-3 triệu thôi. 2-3 triệu thôi. Cũng là xe nước sơn thì còn rất là đẹp anh em này. Đó. Trong này nó bọc keo sao? À cái này lột keo rồi, lột rồi. Keo rồi ha. Lột rồi. Mà xe khá đẹp anh em ạ. Quá đẹp rồi. Còn AB thì trên này cũng còn mẫu cũ, mẫu mới luôn. Cũ này. Mẫu mới này, đúng không? Đây, đây là mẫu. Và đây là 2021, đúng không? Cửa hàng đang bán là 28 triệu. 2021 nhá. 2021 xe leng keng luôn. Lại keng có 9.000 cây rồi, đúng không? Ờ. Đó. Những người anh chị em mình là đam mê về dòng Honda AB đấy, đúng không? Cái này mẫu mới luôn, 2021 luôn, có 28 triệu thôi nhá. Mới đi 9.000 cây thôi nhầm nhá. 9.000 cây, xe lướt luôn nhá. Rồi. Và đây là con này, cặp này mình cho sinh nhật luôn này. Mình mang này cho sinh nhật luôn, đúng không? Con 37 này, 28 nó cũng 2-3 triệu này, phiên bản đem nhám kỷ niệm 10 năm này. Con này cũng 23 luôn. 23 triệu quá xong mất cây đúng không? Phiên bản kỷ niệm đem nhám 10 năm của thằng AB mà giờ có 2-3 triệu mà anh chị em mình không biết thế nào giờ chê bài rồi đúng không? Đấy. Anh em mình mua Vision 24-25 triệu bất quá mua AB chạy sướng hơn à? Dạ. Còn 23 triệu thôi nhé. 23 triệu anh em nhé. 2018 biển 37 còn bên này. Và đây đồng giá AB 24 đúng không? Đồng giá 17 triệu một xe nhé. À, mấy chiếc này là anh chị em mình tình thương bến thương ủng hộ em nhé. Cái mẫu mặt cũ ha. Mặt cũ 125, okay. AB 25. Là dòng AB là 125 hết nhá. Rồi 125. Nói chung là 2013 đổ lên, 2013 đến 2023 này là 125 hết. Mẫu này á 150 không có, 160 không có đúng không? Đó. Mẫu này là đời 125 đầu tiên của thằng AB đúng không?
Ok. Nó 17 triệu, 17 triệu đồng thôi. Giá một con, đúng không? Chiếc này biển 93 Bình Phước này, còn mà chiếc này Phước. Biển 47 này. Chiếc này biển Sài Gòn nhá. Đó, đồng giá luôn ha. Đồng giá Sài Gòn luôn nhá. Và đây là SH Mod. Nhìn con này cọc rồi này. À con này đó, có 28 triệu rồi, quay lên mất liền chứ đâu, đúng không? Đó, này, cọc này 28 là... triệu là khách cọc luôn đây này. Đó, người cọc ra ngoài này đúng không? Cọc 2 triệu về có thu hồ là một kiểm tra xe thu hồ đúng không? Đó, ok. Còn chiếc này là và đây là SH Mod 18 này. 2018 đúng không? Khóa Smart Key là nó bán 37.800.000. Đúng không? 378. Cái kia 27 mình bán 36 đúng không? Cái này 2018 mình bán 37, cứ hơn nhau 1 năm mình bán 1 triệu đúng không? Đó mà. Hơn 1 năm là hơn 1 triệu anh em nhé. Con này biển 61. Siêu phẩm Vario 150. À đây có hôm nay thì có về thêm Vario 150 này. 150 này. Đó. Đấy. Siêu phẩm nhá. Mẫu này hình nhà xuất nhá. Đó, 2021. 11.000 cây. Ồ mới đi 11.000 thôi anh em nhé. Vario đúng không? Quá keng luôn. Quá keng xe beng. 2021 nhá. 11.000 cây, có đẹp anh em ạ. Đó, 11 quên quay anh em cái đồng hồ đúng không? Đó. 11.000 cây bao luôn. Đúng không? 2021 đấy, tuyệt đẹp luôn. 11.000 cây chuẩn luôn. Đó. Xe thì có đẹp anh em ạ. Đàn áo là xám cam này là đẹp lắm, đúng không? Đó. Cam nâu là đẹp, đúng không? Là giờ nó bỏ mẫu rồi kiếm được cái xe bỏ đẹp. Mẫu rồi, hàng bỏ mẫu rồi. Đó, 11.000 cây hàng bỏ mẫu rồi. Siêu phẩm rồi, siêu phẩm rồi. Có đẹp luôn. Có 32.800.000 nhiêu. Đó, 32 triệu 8 anh em nhé. 32 triệu 8 nghìn. Có đẹp luôn mà mới đi 11.000. Xe thì quá lướt rồi. Xe chị em phụ nữ chạy nhá. Đó. Bao đẹp leng keng luôn. Nói chung là giờ kiếm được cái chiếc xe 150 lướt thì khó lắm anh em ạ. Đó, vì đến độ bỏ mẫu á, bỏ mẫu thì giờ biển số VIP 61G1 82768. Rồi. Bắt tiền lộc phát đủ thứ luôn. Đó, còn một chiếc đi anh em nhá. Anh em nhanh tay thì có này, chiếc này rất đẹp. Đó. Và đây là một hai chiếc Vario 125. 125 còn hai chiếc này. Đồng giá luôn, bên này là đồng giá luôn. 27 triệu một con, đúng không? Rồi, 27 triệu. 27 triệu một con một xe Vario rồi. Này là biển 69 ha. 69 Cà Mau. 69 Cà Mau. Còn bên kia cũng là 6 này. Nhưng mà là 60 Đồng Nai. Này, đúng không? Con này 60 Đồng Nai. 6 nhưng mà 60 Đồng Nai. 2019 nha. Đó. Còn SH trên này thì cũng còn mấy chiếc nữa anh em ạ. Và đây là SH màu xanh đá là hơi hiếm này, đúng không? Màu xanh đá hơi hiếm này. Mod đủ 2 chìa nhá. Đó. 9.000 cây thôi, mod đủ 2 chìa luôn. Để đi 9.000 cây thôi nhá. Đó. Đó. Mod đủ 2 chìa nhá. 9.000 cây bọc keo nguyên con luôn. Nguyên con luôn. Keo là kín xe luôn, đừng nguyên là kín xe luôn đi. Kín xe luôn. Là lạ tí đi, kín xe luôn đi, đúng không? Đó, có 41.800.000 nhá. 418 anh em nhá. Đó, hôm mình đăng 42.8 ở nhà 1 triệu, 42.18. Còn 418. Gần cuối năm rồi. Đó. Anh chị em mình là mua xe về đi chơi Tết thôi. Dạ. Đúng không? Đó. Ở bên này cũng là SH Mod luôn. SH Mod luôn, biển số 49, biển số cặp rất đẹp nhá. 7676. Đúng không? 37676 luôn. 2018. Giá nó bán 37.800.000. Rồi. 378 anh em nhé. 37 triệu. Đấy, biển 49. Không. Ok. Còn chiếc màu đen này sao anh? Màu đen nhám này là AB125 215. Lên form nguyên ý nguyên con luôn đúng không? Con này cũng lên form ý. Lên form ý luôn 215 nhá. 215. Rất chi là đẹp nhá. Con này cả nó bán 41.800.000. Không. 41.8 luôn. 418 nhá. Đấy, 418. Con trong kia là form nhưng mà đời thấp hơn. Đó, nhưng con này đời cao hơn bán 448, con kia là 4008. Con kia 48, con này 418 ha. 418, đúng không? Con này nó biển số ở đâu anh nhỉ? Con biển số là 64. Biển 64 ha. Trà Vinh. 64 Trà Vinh. Màu đen sport rất đẹp, đúng không? Đen nguyên con phô Mỹ luôn. Em phô Mỹ luôn. Rồi. Nói chung màu đen nhám nhìn cứng cáp nhìn đẹp đúng không? Và đây là chiếc SH 150 2013 14 21. 50 này. Form cũ nhá, đúng không? Rồi. Em mẫu này là cửa hàng đang bán 41.800.000. Rồi, 418. Anh chị em thì nhìn coi, cái này 150, cái này 125, đúng không? Đó, nhưng mà cái giá con này là bằng bán ngang ngửa giá con này. Đúng không? Okay. Lên dần áo bao nhiêu tiền rồi, xe 25. Cái này là những 24 thôi, 1 năm thôi, 150. Okay. Anh em muốn lên cũng được thôi, đúng không? Muốn lên thì đưa tiền cửa hàng lên thôi. Tầm 4 triệu mấy, 5 triệu là lên nguyên dần áo rồi. Nguyên dần áo, ok. Ok, con này thì cửa hàng khách cọc rồi. Con này khách cọc rồi. Khách bán rồi. 39 triệu là thật cao, lên là mất liền, đúng không? Đó. Rồi. Còn cái mẫu côn tay thì bên này côn tay thì bên này tay luôn anh em ạ.
Hôm nay còn 2, 4, 5, 6 con đúng không? Đó. À, 8 con, 9 con. 9 con. Sonic đây. Sonic bữa thì mình bán cho anh chị em mình có 23 triệu thôi. Ờ, Sonic 219. 219, còn đó. 23 triệu thôi à? Ờ, biển số 60600 luôn. Đúng không? Đó, có cặp okay. Đẹp luôn. Sonic máy móc bao zin êm, bảo hành cho anh em 6 tháng đến 1 năm đúng không? Okay. Tùy xe đúng không? 23 triệu, con này 23 triệu 70 thôi. Tây Ninh. 70 Tây Ninh thôi. Đó, xem đó. Con này là cái bộ nó luôn. Bồi móc rồi. Đó. Rất chi là sướng đúng không? Ok. Ô đô chạy 22.000 rồi đó, đúng không? 22.000 cây ha. Đó. Rất là rẻ đây anh em. Và đây cũng Sonic 2020 21 gì đấy này. Sonic đó. Đó, bô zin nổ phát liền đúng không? Êm ái tuyệt vời luôn đúng không? Đó. Êm ái luôn đúng không? Con này cửa hàng đang bán 20 giá đâu nhỉ? Con này là bán 24 triệu. 800.000. Dạ, 248 nhá. Nhắc để tôi cho mình tí mình biết, tôi nhớ không tí mình quên. Đấy, ghi giá lại luôn ha. Đấy. Nói chung là đợt này thì giá xe này giảm rất là rẻ anh em ạ. À, giống như cái mẫu xe này thì mình trả góp thì mình trả trước khoảng 10 triệu ha. Để mình ghi giá vào luôn, không bà xã bà không biết đó. Dạ. Bà mình báo một đường thì anh em biết một nẻo đúng không? Dạ. Nhưng khi mất lòng anh em. Dạ. Bốn. Dạ. Ok chưa? Đúng không? À, ok. À. Và đây là con Raider. Đúng không? Raider là 2020. Cú S020 cửa hàng đang bán ra 23 triệu, đúng không? À, đó, xe thì bao zin chất keng. Đó. Không, chạy 20.000 rồi. Ok. Cửa hàng đây cứ ba bao luôn, cũng hồ sao để vậy bán luôn, đúng không? Đấy. Chẳng hạn như con xe lướt, rồi mình báo cái giá khác, đúng không? Đó. Đây là Sachi 2021 luôn, 20 luôn. À, con này là... Anh em không bảo, con này thông cảm hết bình rồi. Thấy yếu bình. Sachi. Ờ, con này là Raider lên tem Sachi em anh ha? À, Raider. À, ok. Raider lên Sachi nhá. Raider lên tem Sachi. Của tem Sachi, con này mình cửa hàng 29, mình bán 22 triệu 800 nghìn nhá. Rồi, 22 triệu 8 thôi, con này biển 66. 66, Đồng Tháp. Đồng Tháp. Và đây là con xe rồi, gọi là xe lướt, đúng không? Con này cũng là Raider luôn. Nói chung là lướt, không được lướt lắm đâu. Đúng không? Ok. Được lắm không? 15.000 cây rồi con này xe được thôi. Dạ. Yeah. Là cửa hàng nó bán 28 triệu. Rồi, 28 triệu. 28 triệu biển nhá. 71 nhá. Biển 71 à. Bến Tre. Rồi, ok. Và đây là con biển Ad này. Thắng báo mình cái. Dạ dạ dạ. Đấy. Ad 150 hôm nay còn 3 chiếc em nhá. Anh có điện thoại ha. Con này biển 64 ha. Biển 64. 2020 cũng 2020. Màu xám đen cam đúng không? Dạ. Cửa hàng bán là 23 triệu. Cho em ẹt 150 nhá. Dạ. Okay. Một thời lừng danh. 23 triệu. Đó. Và đây là con ẹt 2092 2021 đúng không? Dạ. 2021 cửa hàng nó bán cho 24 triệu. Đúng không? 192 hơi xa tí cho nên bán là con nó chạy cả mày có bao nhiêu rồi? Đó là 19.000 này. À, ok. Đó, 19.000 rồi. Và đây là con ẹt đèn led luôn, biển số 38 luôn. 219. Cửa hàng nó bán ra 22 triệu. Rồi. 800 cành. Đó. 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 Rất là bộ anh em ấy nổ hơi sướng đúng không? Đó. Đó. Cần áo zin liền lạc luôn, tem zin. Nổ hơi sướng luôn. Rồi. Ok anh em ạ. Thoải mái anh em luôn đúng không? Rồi. 22 triệu. Đó. Rồi ok. Và xe số ngoài thắng nhờ thắng á. À rồi ok. Winner là 14 con là 19 triệu. À rồi ok. Ở bên kia là 18 rồi. Wow. Ok để em lướt qua cái mẫu winner cho anh em ha. Anh đừng mắc khách rồi, điện thoại sút rồi. Đấy. Đây thì có xe số ha, xe số, xe tây ga đầy đủ luôn. Ngoài đây thì xe số hôm nay thì còn ít lắm, còn mấy chiếc à. Giống như bên ngoài này thì có hai chiếc Quay RS ha. Quay RS đấy, hai chiếc này thì hôm trước mình có quay rồi vài lần rồi. Hai chiếc này là dọn phun mới em nhé, dọn từng dàn chân lên dàn áo là phun mới luôn đấy. Anh em thấy này, con ốc này này dọn phun mới luôn, giống như cái giỏ đạp gác chân như là dọn lại cực kỳ mới ha, xi mạ lại rất là mới luôn này, dàn chân ốc tán ha, thì cầm niềng kia là thay mới hết. Con này thì cửa hàng này bán cho anh em là 13 ha, 13 triệu bao hồ sơ anh em nhé. Hôm nay còn 13 triệu bao hồ sơ cho anh em luôn. Hai chiếc này thì hồ sơ đang rút rồi.
À, có chiếc rút sẵn, có chiếc thì đang rút ha. Đó, 13 triệu thôi. À, còn cái mẫu AB đầu bò bên này thì như con này còn một mẫu AB đầu bò, con này có 11 triệu thôi này. Đấy, AB đầu bò nhá. AB đầu bò con này còn một chiếc này. À, mình thấy là ghi đây là 11 triệu này. Đấy, là AB đầu bò này biển số ở đâu ha. Đấy, mấy mẫu này thì cửa hàng là vẫn bảo hành máy móc trên là 6 tháng nhá. Con này biển số 93 Bình Phước ha. Đó. Còn mẫu Winix thì hôm nay thì cũng còn mấy chiếc này. Này đang xả rất là rẻ luôn. Winix mấy mẫu này thì có ABS luôn này. Đấy. Mấy chiếc này thì hôm nay thì bán đồng giá cho em là 19 triệu, 19 triệu một chiếc ha. ABS này. Đó 19 triệu một chiếc ha. Đó có ABS luôn nhá. Mấy con này thì là để 2020. Đấy, 2020 nhá. Con này biển 68 này, 2020. Này bán đồng giá là 19 triệu một chiếc đó. Đó, 19 triệu một chiếc. Con này cũng là ABS luôn này. Đó, con này cũng ABS, con này cũng 2020 ha. Đó. Con này cũng là ABS luôn, 19 triệu. Đó. À rồi rồi rồi. À rồi rồi. Đó. À, đây cũng là 19 triệu luôn này. Con này là bản thường nhá, nhưng con này đi lướt hơn, mới hơn. À, 19 triệu. Con này rẻ hơn là 18 này. Đấy, 18 triệu nhá. Con này biển 63 ha. À, cũng là ABS nhá. À, con này tem sơn 3D là 18 triệu thôi. À, mình sẽ quay lại cái biển số ha. Mấy con này thì ghi giá nó mờ để ngoài đường nè. À, kiểu nước mưa vào nó mờ cái giá rồi. Con này biển 69 Cà Mau, còn con này biển 36 này. À, con màu đen cam này biển 92. Con này biển 63 ha. Đó. Mấy mẫu này thì vẫn rút hồ sơ bình thường em nhé. À, anh em chỉ cần thêm phí là cửa hàng sẽ rút hồ sơ cho anh em thôi. Rồi, cuối video thì mình đọc lại địa chỉ cửa hàng ha. Anh em ở gần thì mình có thể đến trực tiếp để xem xe. À, địa chỉ cửa hàng thì nằm ở địa chỉ B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 0967288186 nhé, và 0926244345. À, cửa hàng thì có mua bán trao đổi ship xe toàn quốc ha. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân. À, từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu, mình trả trước 30% giá trị xe ha. Đó. Rồi, còn anh em có thắc mắc gì về cái mẫu xe khác thì anh em có thể là bình luận bên dưới ha. Mình sẽ làm video sau để cập nhật mẫu giá sau. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục cập nhật các mẫu xe khác cho anh em tham khảo ha. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha.